Xin chào tất cả quý vị và anh chị. Chính chủ cần bán nhà hướng Đông Bắc có diện tích là 37 m² ở tổ 14 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà xây mới 100%, được thiết kế 4 tầng. Đã hoàn thiện nội thất cơ bản và chúng ta có thể chuyển đồ về ở luôn. Đấy. Nhà cách đường ô tô đi tránh nhau là khoảng 10 m. Ngõ ở trước nhà là rộng 2,4 m. Như đây là chúng ta đang đứng ở phía trước của căn nhà. Toàn bộ nhà là được thiết kế mặt trước là được ốp đá granite rất là sạch đẹp. Cửa là sử dụng cửa hai lớp, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong nó là cửa nhôm kính nhôm hệ Việt Pháp. Sau đây chúng ta sẽ đi chi tiết vào bên phía bên trong của căn nhà. Toàn bộ ở phía tầng 1 là sẽ được lát bằng gạch ốp lát granite 60-60. Sử dụng toàn bộ hệ thống là đèn led và trần thạch cao. Có sẵn hệ thống dây chờ để cho chúng ta có thể lắp thêm quạt trần hay đèn chùm. Đấy, tầng 1 sẽ được thiết kế là bao gồm 2 phòng. Ở phía bên ngoài là phòng khách. Đây chúng ta có thể nhìn ở bên trong ra đây. Bên ngoài chính là phòng khách. Và bên trong chính là phòng bếp. Phòng bếp là trần cũng được thiết kế là đèn led và trần thạch cao. Toàn bộ tủ gỗ bếp là được sử dụng là gỗ lim Nam Phi. Mặt đá là được sử dụng là đá granite. Sen vòi và chậu rửa bát là sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Ở tầng 1 thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh sử dụng là bệt của Inox, bệt 504, bệt cao cấp và máy bơm nước. Tiếp theo là tôi sẽ mời anh chị đi lên trên tầng 2 của ngôi nhà để tham quan. Thì toàn bộ hệ thống mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là được sử dụng là ốp bằng đá marble granite cao cấp. Tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Cầu thang được thiết kế rất là rộng thoáng. Đây, mời anh chị tham quan ở phía trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì tầng 2 là được thiết kế là bao gồm 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Chúng ta có thêm ô cửa nhỏ để lấy thoáng. Trần này được sử dụng là trần thạch cao và đèn led, đèn ngủ. Cửa gỗ thông phòng được sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi luôn, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền đẹp của ngôi nhà. Chúng ta có thể thấy chi tiết là cái căn phòng phía bên trong này. Đây, có cửa sổ nhỏ để thông đỡ cầu thang và ô lấy sáng ở phía đằng sau. Tầng 2 là được thiết kế là bao gồm một nhà vệ sinh. Sử dụng là toàn bộ bệt và lavabo là của Inox. Sen vòi nhập khẩu Hàn Quốc. Ốp lát là sử dụng gạch ốp lát 30-60 cao cấp. Toàn bộ thiết bị là đã hoàn thiện và chúng ta có thể sử dụng được luôn. Tiếp theo là phòng ngủ bên ngoài của tầng 2. Đấy. Phòng ngủ rất là vuông vắn, diện tích rất là hợp lý. Chúng ta có cửa sổ để mở ra ngõ trước nhà, nhìn rất là thoáng. Có sẵn đường dây mạng và internet. Tiếp theo tôi mời tất cả mọi người tham quan ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thì được thiết kế là giống như tầng 2, chúng ta sẽ có 2 phòng. Một phòng ngủ phía bên trong. Một phòng ngủ phía bên ngoài. Và một phòng vệ sinh. Đấy, gạch ốp lát nhìn rất là cao cấp, rất là bền đẹp. Tiếp theo tôi mời tất cả mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một sân phơi. Đấy. Toàn bộ sân phơi là được lát bằng gạch sân vườn cao cấp. Tất cả mái nữa đập bằng mái tôn.
và có chuồng cọp chắc chắn kiên cố. Chúng ta có thể nhìn ra xung quanh đây, rất là nhiều nhà cao tầng. Đây là khu để giặt đồ, ở đây là khu phòng thờ. Tôi vừa giới thiệu cho anh chị là căn nhà có diện tích là 37 m², nằm ở tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nằm ở trong khu vực đông dân cư, sầm uất, đầy đủ tất cả các tiện nghi, trường học, trạm xá, siêu thị. Căn nhà đã được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 350 triệu đồng. Anh chị em có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc xem nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc số điện thoại Vina 0888041444. Anh chị em nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video về nhà khác của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp tất cả các bất động sản có giá trị từ 1 tỷ đến 20 tỷ. Xin chân thành cảm ơn anh chị em đã theo dõi video.